ra thì đối với mỗi loại da và mỗi thời điểm của da, kiểu như là thời bị nhạy cảm này, rồi đang lên mụn này, hay là như thế nào đó, thì sẽ cần những cái sản phẩm có độ pH khác nhau mọi người ạ. Và chính vì thế mà bên cạnh texture, bên cạnh thành phần, bên cạnh packaging, vân vân, rồi giá cả, thì một trong những yếu tố mà mình quan trọng đầu tiên để mình có thể lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp đó chính là độ pH. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của nhà IUT. Mình là Khánh Linh và mình đã quay trở lại rồi đây. Giống như là cái tiêu đề của video thì chủ đề lần này sẽ là lựa chọn sữa rửa mặt nhưng mà dựa trên yếu tố là độ pH. Tại vì mình từng là một đứa mà không quan tâm đến độ pH và cứ kiểu mấy cái sản phẩm có pH cao xong rồi nó kiểu rất sạch sạch, bong kim tít, kiểu rửa mặt xong mà xoa miết miết trên da như này, nó kiểu kim kít như là kiểu rửa bát ấy. Và mình tưởng như thế là sạch. Cho đến khi mình biết đến độ pH, biết rằng là độ pH đó là cái tỷ lệ giữa tính kiềm và tính axit của một sản phẩm. Đây, giống như là cái thang đo pH này thì nó sẽ có từ mức 1 đến mức 14 này. Khi mà test bằng cái thang đo pH này thì mình mới nhận thấy là trên thị trường có nhiều sản phẩm, mặc dù nhá hãng đề cập là dành cho da nhạy cảm, thế nhưng mà khi test pH thì lại lên đến mức độ 8, pH ở mức 8, và nó thực sự rất là mất cân đối với cái độ pH cân bằng của da tự nhiên của da là 5.5, 16 là cùng. Đấy, thế mà da nhạy cảm mà cung cấp cho người ta cái sản phẩm pH ở mức độ 8 thì thực sự là mình cảm thấy nếu như các bạn không quan tâm đến độ pH mà chỉ kiểu thấy sữa rửa mặt nghĩ là dành cho da nhạy cảm và sử dụng thì rất nhiều khả năng là da các bạn sẽ còn nhạy cảm hơn lúc chưa dùng cái sữa rửa mặt đấy. Thì đây, với cái thang đo pH này nó có từ mức 1 đến mức 14, thì cái mức ở giữa là mức 7 sẽ là cái điểm phân chia này. Cao hơn mức 7 sẽ là có tính kiềm, thấp hơn mức 7 sẽ là có tính axit, và độ pH tự nhiên của da là 5.5 đến 6 thì mình sẽ chỉ ưu tiên các sản phẩm có độ pH từ 5.5 đến 6 thôi. Cùng lắm là đối với các bạn da dầu thì các bạn có thể nhích lên 6.5 để cái sản phẩm nó sẽ mang tính kiềm cao hơn, giúp cuốn trôi cái nhiều dầu thừa của bạn hơn. Còn nếu như mà lên đến mức 7 thì nó sẽ cuốn tất cả những cái dầu tự nhiên trên bề mặt da của các bạn, sẽ khiến mất đi độ ẩm tự nhiên, mất đi độ cân bằng dầu nước, và khi đó thì da các bạn sẽ tiết dầu để bù lại cái lượng ẩm, lượng dầu bị mất đi đấy, và da các bạn sẽ bị kiểu tiết dầu quá độ ấy, bị tắc lỗ chân lông, gây mụn. Nói chung là các bạn chỉ nên lựa chọn các sản phẩm sữa rửa mặt từ 5.5 đến 6 thôi nhá. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dùng cái thang đo pH này để kiểm chứng mức độ pH thực sự của các sản phẩm trong mình đã list ngày hôm nay ra, để xem là khi mà lên da á, nó sẽ khiến cho các bạn sạch bong kim kít và mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên, hay là nó ở mức độ làm sạch vừa đủ và bảo vệ làn da của các bạn nhé. Đầu tiên phải nói về một sản phẩm mà có ngay cái chữ low pH trên tên bao bì rồi. Em này là low pH morning gel cleanser của nhà Kors. Thì sao ta, nếu như bạn nào mà đã theo dõi IUT nhiều rồi thì chắc là sẽ kiểu chán ngấy với việc mà mình suốt ngày bê em này lên để recommend cho mọi người. Em này thì đang nằm trong routine buổi sáng của mình và mình đã dùng đến tip thứ 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó rồi. Nói chung là mình dùng em này rất nhiều, mua lại rất nhiều rồi, nên là các bạn hãy kiểu kiểm chứng là mình thích em này như thế nào. Giá cũng rẻ nữa, khoảng tầm 100 mấy đến 200 mấy cho một cái tip như thế này, 150ml. Khi mà em này trên da, tại vì nó là dạng gel cho nên không tạo quá là nhiều bọt, và bạn nào mà chưa quen á, khi mới dùng sẽ cảm thấy là kiểu, đặc biệt là bạn nào mà vừa chuyển từ sữa rửa mặt dạng foam sang dạng gel như thế này thì sẽ cảm thấy da mặt nó khi rửa xong nó sẽ hơi còn nhờn, hơi còn kiểu trơn trơn, nó chưa sạch ý. Đấy, nhưng mà đấy là một dấu hiệu tốt cho thấy là da các bạn vẫn còn đủ ẩm. Nó sẽ khác với việc mà kiểu da sạch bóng kim kít như là lúc rửa bát ấy. Đấy, không, cái kiểu sạch bóng kim kít đấy kiểu da các bạn đã mất đi cái lớp dầu bảo vệ da tự nhiên rồi. Còn nếu như nhá, miễn chỉ cần là không còn tạo bọt trên da nữa, hết bọt trên da mà vẫn còn hơi ẩm ẩm trên da, thì đấy chính là cái cảm giác của em Low pH Morning Gel Cleanser này, và nó chứng tỏ rằng da các bạn vẫn còn đủ cái lớp dầu tự nhiên bảo vệ da đó. Đối với cái Kors xanh này thì mỗi lần rửa mặt á, đây mình sẽ lấy khoảng một cái như thế này, chắc là khoảng 3 hạt đậu gì đấy, tại vì nó là dạng gel nên là cũng sẽ tốn hơn các sản phẩm sữa rửa mặt dạng foam. Về thành phần của em này thì ngoài có cái mùi tràm trà da là hương liệu, thì em nó không cồn, không dầu khoáng, không paraben chất bảo quản, không sunfat, không silicone, vân vân. Nói chung là đây là một bảng thành phần an toàn dành cho mọi người, trừ những người mà dị ứng với tràm trà nhá. Bây giờ thì mình sẽ test em Low pH Morning Gel Cleanser này với giấy quỳ tím. Mình sẽ nhúng cái giấy quỳ này hoàn toàn với em Kors này luôn để cho nó lên màu chính xác mọi người nhá. Sau khi mình test em này với giấy quỳ thì mọi người thấy không, cái màu vàng này nó trùng với
số 6, tức là ở một độ pH rất là tuyệt vời cho da. Các bạn sẽ không sợ bị khô căng da sau khi mà sử dụng đâu nhá. Và độ pH 6 thì cũng đủ khả năng để làm sạch nhờn cho các bạn mà bị da dầu. Tiếp theo là một bé bự, em này là CeraVe. Thì mình biết đến em này từ lâu rồi qua Love at the First Shine. Thì sau này thì mình mới biết là nó phổ biến đến như thế. Và nó là một giống như là Cetaphil á, đó. Ban đầu mình khá là bị nhầm lẫn giữa hai loại này, thì đều là một loại dược mỹ phẩm đúng không? Nhưng mà đối với CeraVe thì mình cảm thấy là nó sẽ phù hợp hơn cho các bạn da dầu. Tại vì ngay từ trên bao bao bì này, mọi người nhìn này, Oil Control, thì là nó sẽ giúp kiểm soát dầu rồi. Và nếu như các bạn đã từng sử dụng cả CeraVe và Cetaphil giống như mình, thì sẽ nhận ra một điều, đấy là cái texture của CeraVe nó lỏng và nó loãng hơn so với Cetaphil. Chính vì thế mà khi sử dụng em này để tạo bọt trên tay này, rồi apply lên da, mình cảm thấy là nó tốn hơn Cetaphil, nó khó tạo bọt hơn, nó loãng hơn. Xong rồi khả năng làm sạch của em này cũng không cao nữa, tại vì nó kiểu nó thiên hướng sang về dưỡng ẩm nhiều hơn cho các sản phẩm dưỡng mặt khác này. Nó an toàn lành tính hơn, ít tạo bọt hơn, cho nên là cảm giác làm sạch của em này trên da không được tốt cho lắm. Và các bạn phải tẩy trang thật kỹ trước khi mà sử dụng dưỡng rửa mặt. Và mình sẽ recommend cái này cho bạn nào mà da dầu nhạy cảm thì mới dùng em này. Chứ còn nếu như mà không nhạy cảm thì mình recommend các bạn dùng sang Low pH Morning Gel Cleanser hoặc là cái Cos đỏ, thì nó sẽ sạch hơn cho làn da của các bạn thay vì em CeraVe này. Nhưng mà có một điều mình rất thích ở em này, không biết các bạn có cảm nhận được không, nhưng mà cái CeraVe này nó có mùi nước dừa nhẹ. Và mình thì rất là thích dừa, mình thích các sản phẩm skin care, kiểu sữa tắm các thứ có mùi dừa mọi người ạ. Đối với CeraVe thì tại vì khả năng làm sạch của nó không cao này, rồi tạo ít bọt nữa, cho nên là mỗi lần dùng mình phải dùng khá là nhiều lượng sản phẩm như thế này. Đó, các bạn thấy không, mặc dù là mình lấy rất nhiều sản phẩm nhưng mà khả năng tạo bọt của em nó không cao. Tuy nhiên thì bù lại là em nó sẽ dịu nhẹ hơn trên da này và sẽ không khiến cho các bạn bị khô căng kinh kít, cũng khó bị kích ứng nữa. Tuy nhiên thì mặc dù hãng có nói là oil control dành cho da dầu, nhưng mà mình cảm thấy là em này sẽ không đủ để làm sạch nhờn cho các bạn da dầu đâu, chỉ làm kiểu rất nhạy cảm thì mới phải dùng em này thôi. Bây giờ thì mình sẽ dùng giấy quỳ để test độ pH của em này nhá. Đó, mọi người thấy không, độ pH vẫn là ở mức 6, rất an toàn cho da. Sản phẩm tiếp theo chính là Simple, một loại sữa rửa mặt quốc dân dành cho các bạn nào bằng da nhạy cảm. Thì đấy, Simple, mọi thứ về em này đều rất là Simple. Cảm giác của em này trên da thì hãng sẽ tập trung các thành phần về dưỡng ẩm ấy, nên là em này sẽ là cái loại sữa rửa mặt mà không sạch nhất trong các sản phẩm mà mình review ngày hôm nay. Nhưng mà vì cái sự không sạch đấy, nó sẽ rất là hiền hòa trên da của mọi người á. Mình hay khuyên mọi người mà bị kiểu rất là nhạy cảm, rất là kiểu không ưng được cái loại sữa rửa mặt nào, dùng cái loại gì cũng thấy bị kích ứng, thì dùng em này mình chưa thấy ai bị kích ứng với cả cái em Simple này cả. Nhưng mà đấy, mọi người phải đánh đổi để cái khả năng làm sạch của em nó không cao. Vì thế loại da mà phù hợp với em này bên cạnh da siêu nhạy cảm này thì sẽ là các bạn mà da khô. Còn em này thì mình thấy nó không đủ khả năng để làm sạch cái dầu thừa trên da của mọi người mà bị da dầu ấy. Đối với cái em Simple này thì một lần mình cũng phải dùng rất là nhiều sản phẩm, tại vì nó không sạch các mọi người. Đó, mọi người thấy không, thực sự là hầu như không có bọt luôn. Nên là khả năng của em đó mình đánh giá là làm sạch kém nhất trong các em mình review ngày hôm nay. Tuy nhiên thì sẽ rất là hài hòa trên da, rất là hiền lành trên da. Các bạn bị nhạy cảm hay là kích ứng sẽ không lo khi mà sử dụng em này đâu nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ test em này với giấy quỳ. Mọi người thấy không, vẫn là cái màu vàng tươi, giấy quỳ không hề thay đổi màu. Và độ pH của em nó vẫn là 6, rất an toàn cho da. Sản phẩm tiếp theo chính là em La Roche-Posay Toleriane này, cái em La Roche-Posay trắng này. Đó, thì em này thì là được hãng quảng cáo là cả sữa rửa mặt và tẩy trang 2 trong 1 luôn, và dành cho da nhạy cảm nữa. Thì đầu tiên cái yếu tố dành cho da nhạy cảm mình thấy là ok, là thành phần rất là lành tính, dạng sữa giống như lotion, rất là an toàn, nhẹ nhàng trên da. Tuy nhiên thì cái rửa mặt và tẩy trang thì mình đánh giá cao khả năng làm sạch của em này, nhưng mà mình cảm thấy mình sử dụng thì nó cũng không đủ để tẩy sạch make up đâu. Trừ khi là mọi người kiểu rất là nhẹ nhàng, dùng các sản phẩm chống nắng, không chống nước thì có thể làm sạch bằng em này thôi. Chứ còn nếu đã make up thì mình khuyên mọi người tẩy trang đã xong rồi mới dùng sản phẩm sữa rửa mặt nhé. Bởi vì em La Roche-Posay Toleriane này thì em nó cái texture của nó kiểu dạng sữa ấy, không phải gel, không phải foam như mọi người, mà là dạng sữa giống như là lotion ấy. Thì khi lên da nó sẽ không tạo quá là nhiều bọt đâu. Bây giờ thì mình sẽ test em này với giấy quỳ. Mọi người thấy không, vẫn là cái màu vàng tươi, giấy quỳ không hề thay đổi màu. Em bé bự tiếp theo trong video ngày hôm nay chính là em Cetaphil Gentle Skin Cleanser for All Skin Types. Thì em này thì chắc là mọi người đều quen thuộc rồi đúng không? Cái thời điểm mà mình bị mụn dậy thì á, thì đến
các bác sĩ da liễu thì các bác sĩ kê cho mình cái này. Nên là đây là một sản phẩm dược mỹ phẩm luôn. Và cái thời điểm vừa rồi khi mà mình bị kích ứng do sử dụng retinol thì mình cũng đã sử dụng em này. Nó kiểu dịu nhẹ đến nỗi mà các sữa rửa mặt khác mình dùng đều bị rát da, còn em này thì không rát da nha mọi người. Thành phần chủ yếu của Cetaphil thì chủ yếu là nước tinh khiết thôi. Ngoài ra thì còn có một số thành phần giữ ẩm cho da, rồi kiểm soát loại bỏ bã nhờn dầu thừa trên da. Nói chung là mình về khả năng làm sạch của Cetaphil thì mình không có đánh giá cao, nhưng mà nó đủ để làm sạch nha mọi người. Nó không quá là kiểu dịu nhẹ như cái em Simple này đâu. Tuy nhiên thì có một nhược điểm cho hai bé bự của chúng ta là với cái thể tích như thế này, nửa lít sữa rửa mặt như thế này, rất khó để mọi người mang đi du lịch. Nhưng mà nó sẽ tiện một cái là nó sẽ rẻ hơn so với mọi người mua size nhỏ. Đối với em Cetaphil này thì mỗi lần dùng mình sẽ lấy khoảng một thăm, tại vì cái texture của em nó đặc hơn so với CeraVe, cho nên là mình không cần quá nhiều lượng sản phẩm như là CeraVe, nhưng mà vẫn nhiều hơn các loại khác mọi người ạ. Với dạng gel như thế này thì Cetaphil cũng không tạo nhiều bọt đâu, và cảm giác trên da cũng rất là dịu nhẹ. Những ngày mà mình bị kích ứng do dùng retinol này, mình dùng em này không hề bị ráp lúc mà rửa mặt. Khi mà test em này cùng với cả giấy quỷ, em này hơi chuyển sang màu xanh một tí, tại vì mình đánh giá khả năng làm sạch của em nó cao hơn so với em CeraVe. Khi mà so sánh lên giấy quỳ thì nó sẽ nằm ở mức khoảng 6,5, vẫn nằm ở mức an toàn cho da và vẫn đảm bảo là làm sạch cái lớp nhờn trên da. Và em cuối cùng là La Roche-Posay Effaceur này thì khác với cả em La Roche-Posay màu trắng, em La Roche-Posay màu xanh này thì nó là dạng gel chứ không phải là dạng sữa sữa nữa. Và với cái đầu pump như thế này, giống Cetaphil và CeraVe, rất là tiện lợi để sử dụng luôn. Và em này thì khi mình sử dụng, mình nghĩ là em nó phù hợp cho các bạn nào mà da dầu và bị mụn đó. Trong thành phần của em này thì có kẽm này, có citric acid này. Kẽm thì là giúp ngừa mụn kháng viêm, còn cái citric acid thì sẽ giúp loại bỏ các bã nhờn trên da một cách hiệu quả hơn. Khi mà lên da thì em này tạo bọt khá là nhẹ thôi, nó sẽ nhiều bọt hơn các sản phẩm vừa nãy, nhưng mà sao ta nó không, cái bọt này nó không quá là làm khô găng da, mà nó sẽ đủ để làm sạch nhờn cho các bạn mà bị da dầu á. Và khi mà test với giấy quỳ thì em này ở mức pH là khoảng mức 6, với cái màu giấy quỳ vàng tươi như này không hề đi chuyển màu luôn, nên là em nó ở một cái độ pH rất là cân bằng với da của chúng mình. Sau khi mà đã test các em này với giấy quỳ thì bây giờ mình sẽ cho một trang diễu hành ở đây để mọi người thấy là để đáp ứng cái yếu tố là low pH, độ pH thấp á, thì các nhãn hàng sẽ thường để cho các sản phẩm của mình ở dạng gel hoặc là dạng kiểu sữa lotion một tí. Đó, mọi người thấy không, giấy quỳ hầu như là ở nguyên màu vàng ở mức độ pH từ 5.5 đến 6, rất là an toàn cho da. Còn em Cetaphil này thì độ pH nhỉnh hơn một tí, khoảng 6.5, nhưng mà mình sử dụng nhá, mình có thấy em Cetaphil này vẫn rất là nhẹ nhàng luôn. Thế nên đây là một dạng các loại sữa rửa mặt có độ pH thấp mà mọi người có thể thử qua. Tại vì đối với cái độ pH thấp như thế, khi sử dụng xong mọi người sẽ có một làn da không hề bị phá đi cái lớp dầu tự nhiên bảo vệ trên da, và da các bạn sẽ không bị tiết dầu quá độ đâu. Đó. Và phải nhấn mạnh lại một lần nữa, có một số sản phẩm ví dụ như là cái Simple này hay là cái CeraVe này thì mình không đánh giá cao khả năng làm sạch của các em nó. Nên là mọi người có thể tham khảo qua. Như vậy là mình đã review cho các bạn một số sản phẩm có độ pH thấp này, một vài thông tin để các bạn hiểu rõ hơn độ pH trong các sản phẩm skincare là gì, và cũng đã test kiểu minh chứng cho các bạn là các sản phẩm ngày hôm nay mình review đều nằm trong độ pH an toàn, thì các bạn có thể tham khảo nhé. Hoặc là nếu như bạn nào mà muốn test cái sữa rửa mặt các bạn đang dùng có độ pH như thế nào thì có hai cách. Cách một là xem các video khác của IoT, chúng mình làm khá là nhiều rồi. Thứ hai là ra hiệu thuốc ạ, mua cái giấy quỳ này về test xem là sản phẩm sữa rửa mặt của mình có đang nằm trong độ pH an toàn hay không. Thường là bạn nào mà đang dùng dạng foam hay là rửa mặt xong mà thấy khô căng kiên kít ấy, đảm bảo nhá, test giấy quỳ kiểu gì cũng ra cái giấy quỳ màu xanh kép luôn. Rồi, tóm lại là nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy nhớ ấn like và ấn subscribe channel của nhà IoT nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.